Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí Nam Vượt Phun TV và mình là Trần Thảo. Như cái tập lần trước Thảo chia sẻ cho mọi người là năm 2024 rồi, đừng có xài scandal nữa mà hãy chuyển sang xài PSSD, thì Thảo thấy cũng có là nhiều bạn rất là thích đó mọi người. Tại vì hầu như là rất nhiều bạn đồng tình với Thảo về cái việc mà trước đây có rất là nhiều mùi hương hot, nổi, nhưng mà đồng thời dẫn tới cái chuyện là nhiều người xài quá thì thành ra nó sẽ bị đụng hàng khá là nhiều. Mà tâm lý của người sử dụng á, mình luôn muốn mình đặc biệt đúng không? Có thể là nước hoa nó sẽ không thể nào mà không đụng hàng được, nhưng mà đụng hàng ít ít thôi mọi người, chứ đi đâu ai cũng xài cái mùi giống mình thì thật sự rất là không có vui luôn. Và tập ngày hôm nay cũng sẽ giống như vậy ha, là một chai nước hoa mà Thảo thấy cũng rất là nhiều chị em xài, đó chính là Good Girl, bản gốc luôn của nhà Carolina Herrera, rất là nhiều người dùng. Nhưng mà nếu như không dùng Good Girl thì vẫn sẽ có một mùi hương khác các bạn có thể sử dụng thay thế mùi hương của chiếc guốc này, đó chính là Em Jimmy Choo, I Want You Forever. Và chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về mùi hương này nha. Trước khi qua mùi hương thay thế Good Girl thì Thảo nghĩ là mình cũng nên chia sẻ một chút về mùi hương của Good Girl, coi như là nhắc lại sương sương, tại vì Thảo nghĩ ai cũng biết hết rồi. Thật sự khi mà nói về chai nước hoa này á, là được ra mắt năm 2016, là trước cả luôn scandal luôn mọi người, và cái thời điểm đó là bùng nổ luôn. Thảo gọi đây là một chai nước hoa là hiện tượng á mọi người, và thật sự luôn ngay cả mùi hương lẫn thiết kế rất là gọi là sao ta, matching với nhau, là không phải là chỉ được cái vẻ bề ngoài đâu mà mùi hương cũng rất là ngon luôn mọi người. Thành ra là các chị em sở hữu về bạn này rất là nhiều. Nốt hương chính của cái dòng nước hoa này Thảo rất là thích ở cái chỗ là đậu tonka, hoa huệ, hoa nhài. Nhưng mà các bạn biết sao không, sau này khi mà Good Girl ra quá là nhiều flanker, và Thảo cảm nhận là những cái flanker sau này nó không còn giữ được cái ADN của bản gốc nữa, nó đã biến tấu đi rất là nhiều. Và Thảo cũng công nhận là những cái flanker sau á, là mùi hương nó sẽ dễ sử dụng hơn, tươi trẻ, trẻ trung hơn. Nhưng mà thật sự là tại vì cái gì mà nó mang đến mình một cái ấn tượng đầu tiên thì chắc chắn nó sẽ rất là khó phai. Cho nên là theo Thảo, trong mắt Thảo hiện tại á, Good Girl ở những cái bản mới lần này á, nó không có mang được cái nét đẹp như là cái chai gốc hồi trước đó nữa. Cũng chính vì vậy mà cái chai gốc này nè mọi người, cho tới hiện tại cũng rất là nhiều chị em yêu thích luôn. Bởi vì cái lần đầu tiên cái sự bùng nổ của bạn này, và cho tới tận hiện nay cũng phải gần 10 năm rồi, mỗi lần mà nhắc đến Good Girl thì hầu như là chị em nào ai cũng sẽ biết đến cái phiên bản gốc, cái bản màu xanh đen này nè mọi người. Thì như Thảo nói ở phần intro á, là nếu như Thảo một người xài nước hoa nhiều cũng không có thích cái việc mà ngày càng nhiều chị em sử dụng, cứ 10 người là hết 9 người rưỡi ai cũng biết Good Girl, ai cũng xài Good Girl hết. Cho nên là thôi, từ thích rất là thích thành bấm bụng là thôi tôi không thích, tôi phải một cái gì đó nó khác người một xíu. Ok, chấp nhận mùi hương này nó thơm, nhưng mà tôi phải khác người, khác mọi người để có một cái điểm nhấn, một cái sự đặc biệt cho bản thân mình chứ. Đâu có ai muốn mình giống tất cả mọi người đúng không các bạn? Cho nên là nếu như bạn nào mình quan tâm đến topic này, mình có muốn thay đổi một mùi hương khác so với lại Good Girl nhưng mà vẫn mang một cái vibe, vẫn mang một cái phong cách tương tự giống như Em Guốc, thì Thảo có một mùi hương khác, đó chính là Jimmy Choo I Want You Forever. Bản này được ra mắt vào năm 2022, là mới sau này thôi mọi người. Và vì sao Thảo lấy cái bản này mà không lấy cái bản gốc? Tại vì một cái cũng dễ giải thích đó. Có nghĩa là thứ nhất, cái bản gốc của cái em này là I Want You là một mùi hương nó rất là tươi trẻ của trái cây quả đào chẳng hạn. Nhưng mà sang cái bản gốc này, cái bản màu đen này á, từ cái bài packaging các bạn có thể thấy nha, cái chai nước hoa này khi mà mới bóc siêu ra đó mọi người, từ cái vỏ hộp luôn nó rất là đẹp, nó lấp la lấp lánh, mà mở ra thì cái chai này nó không có được mới, cho nên là nó sẽ không đẹp nhưng mà khi các bạn mới vừa bung siêu đâu. Nếu như bạn nào mà mình có sở hữu cái chai này thì các bạn sẽ biết được cái cảm giác mà cái chai mới vừa mang ra luôn á, nó rất là đẹp lung linh, và đồng thời là cái chai nước hoa này nó rất là vừa tay khi mà mình cầm lên như vậy nè. Nhưng mà khi xịt ra thì tại sao Thảo nói cái chai nước hoa này có thể thay thế được cái Em Guốc, là bởi vì mùi hương nó vẫn sẽ mang cái phong cách là nữ tính, nữ quyền, không có bị cái sự là gọi là quá là xa cách, một cái khoảng cách lớn để mà mọi người khó gần. Thì đó là cái phong cách của mùi hương này. Thứ hai là cái bạn này á, ngọt ngào nè, hiện đại nè, và đồng thời là bạn này cũng có thể sử dụng để mà mình đi tiệc được luôn. Và khi mà nói về mùi hương của bạn này nha, thì đương nhiên là mùi hương nó sẽ khác hoàn toàn so với lại Good Girl, nó không liên quan gì hết. Nó có nốt hương vani, hoa hồng và quả cherry, thì nó sẽ khác hẳn. Nếu như các bạn so sánh với bản gốc của I Want You á, thì cái nốt hương của chai Forever thì nó khác hẳn luôn. Mùi hương nó sẽ đen tối, nó ma mị, nó thu hút hơn. Còn cái bạn nào mà mình thích cái mùi hương mà kiểu tươi trẻ, dễ thương, nhí nhảnh, con gái hồn nhiên á, thì các bạn có thể chọn cái bản gốc. Còn riêng Thảo, Thảo thích cái phong cách của cái Em Forever này hơn, bởi vì có cái nốt hương quyến rũ của hoa hồng và cherry, là có một chút gì đó nó đậm, nó sâu lắng lại, thì tạo cho mọi người một cái vẻ nó bí ẩn, nó quyến rũ,
nó huyền bí nữa. Nói chung là cái phong cách của bạn này nó khá là tương đồng so với lại Good Girl, tuy là mùi hương khác nhau nhưng phong cách tương đồng. Cho nên là Thảo khuyến khích mọi người, nếu như mình cần một cái mùi hương nào đó để mà mình thay đổi về những cái chai nước hoa quá nổi tiếng, cái chai nước hoa quá nhiều người dùng như là Scandal, như là Good Girl, thì các bạn có thể lựa chọn những mùi hương tương tự ha, tương tự để mình có thể làm cái nổi bật bản thân mình lên. Thì ở cái bảng Jimmy Choo này, nếu như mà Thảo ngửi nha, thì Thảo đánh giá được cái mùi hương này không quá là kén dùng. Ngay cả cái em Good Girl này, Thảo cũng thường nói với mọi người là bạn này thật sự không kén dùng. Nếu như mà Scandal thì kén dùng thật, nhưng mà Good Girl không kén dùng. Không kén dùng ở chỗ là mùi hương tuy là ngọt nhưng mà nó vẫn có cái nét thanh đi lên, cái chiều hướng của mùi hương nó đi lên, chứ nó không có bị ngọt mà đậm quá khiến cho mọi người cảm thấy là nó khó chịu bởi vì mùi hương này. Cho nên thành ra là ở Good Girl các bạn dùng được cho những ngày bình thường, ví dụ như đi làm chẳng hạn. Nếu như Thảo sử dụng Good Girl đi làm thì Thảo sẽ xịt hai shot. Còn riêng về mùi hương của Jimmy Choo I Want You Forever lại càng có thể sử dụng hàng ngày được luôn. Và nó cũng tương tự như là Good Girl, sử dụng hai shot thôi là ok rồi, đừng dùng nhiều là được nha mọi người nha. Và tiếp tục bàn về độ lưu hương, thì đối với những chai nước hoa mà ngọt á, Thảo cảm thấy là nó có nét tương đồng ở cái chỗ là mùi càng ngọt thì càng lưu hương lâu, thì chắc chắn là nó sẽ không có mang cái xác suất là 100%, nhưng mà đa số những chai nước hoa mà Thảo trải nghiệm nó đều như vậy hết, mùi càng ngọt lưu hương càng lâu. Và em này lưu hương cũng ngang ngửa Good Girl luôn, cũng phải từ 6 đến 8 tiếng nha mọi người. Và nếu như các bạn muốn một mùi hương nó lâu hơn nữa thì đương nhiên là bắt buộc các bạn phải hợp với mùi hương đó, và nó sẽ cần nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng mà riêng với Thảo, một cái chai nước hoa mà sử dụng để đi làm 6 đến 8 tiếng là quá ok rồi, chưa kể đến những lúc mà các bạn đi hẹn hò buổi tối, các bạn hoạt động ít cộng với lại cái không gian địa điểm nó mát mẻ nữa, thì chắc chắn là mùi hương này nó sẽ lưu hương lâu hơn nữa. Và từ sau cái Good Girl ra đời đó mọi người, Thảo có để ý luôn là có rất là nhiều mùi hương mang cái sự tương đồng, mang cái nét cái mùi hương nó khá là giống với Good Girl. Thì Thảo không biết là do em này nổi tiếng hay là có sức hút, nói chung là cái sự bành trướng nhiều, cho nên là nhiều thương hiệu, nhiều cái dòng nước hoa người ta lấy Good Girl làm nguồn cảm hứng để mà tạo ra những mùi hương mới hay không, thì thật sự cái đó ta không biết. Nhưng mà công nhận là sau này có rất là nhiều mùi hương nó tương đồng với Good Girl, cho nên là không chỉ riêng Jimmy Choo I Want Choo có thể thay thế được Good Girl đâu, mà có rất là nhiều mùi hương khác. Và hy vọng là trong tương lai Thảo sẽ có thêm nhiều cái thời gian để làm cho mọi người những cái topic mà mình có thể thay thế được mùi hương mà đã quá nổi tiếng, quá nhiều người dùng, để cho mọi người có thể tham khảo. Và sau tập này, nếu như bạn nào muốn Thảo làm về mùi hương nào đó, có thể thay thế về một mùi hương nào đó nữa, thì nhớ để lại bình luận ở bên dưới chia sẻ cho Thảo biết. Hoặc là các bạn muốn Thảo review về một mùi hương nào khác nữa thì cũng để lại bình luận nha. Và đừng quên like, subscribe kênh giải trí Nam và Phương TV để đón xem nhiều chủ đề hay hơn từ bọn mình. Và mình là Trần Thảo. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau.